ơn nha. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Và chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng nước mắm Clement đã đồng hành cùng với chương trình. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là một buổi tối vui vẻ, hài hước, cùng gặp gỡ những con người dễ thương, hồn nhiên và nhí nhảnh. Sau đây là sự xuất hiện của hai đội chơi, xin mời. Vô rừng thấy được con này dễ thương quá. Dạ, thú nhúng. Thích chơi này hơn hả? Dạ. Không thích vợ hả? Rồi đi đâu hả? Dạ đi nhúng. Nhúng cái gì? Dạ. Rồi đi đâu hả? Dạ đi nhúng. Nhúng cái gì? Dạ. Cái gì vậy? Nó nhúng em. Dạ. Rồi. Ủa vậy luôn hả? Ngày hôm nay xin thông báo cho các bạn trước một tin. Đã đến với chương trình em đây rồi thì không còn gọi là tình nghĩa vợ chồng xa lạ gì cả. Chơi vui về. Vợ chồng về tính sao? Đã có những cặp chơi là người chồng người vợ rồi cũng đến chơi, rồi cũng có những màn ăn và nhìn, rồi cũng có cãi vã, rồi dẫn đến những tình trạng độc thân vui tính. Ngày hôm nay chào mừng các bạn đến. Chúng ta vào bàn ngồi để tha cho bé con thú tội nghiệp nó. Rồi xin mời. Chúng ta có hai đội chơi ngày hôm nay. Mời đội của Kim Tú Kiệt giới thiệu trước. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Tú Kiệt. Bên cạnh mình là thành viên của đội, đó là anh Nguyễn Đình Vũ và cuối cùng là chị Mai Quỳnh Anh. Ủa em? Dạ. Mình giới thiệu phần mình thôi chứ. Đúng không? Người ta cần nói trên sóng truyền hình mà. Em sao vậy? Không biết anh tưởng là anh kia giới thiệu đội, em giới thiệu hết. À không, việc anh ấy làm. Ông việc hãy làm hả? Đó, Vũ, vô. Em thì ngại không biết nói gì. Là đầu tiên cho Quang Đình Vũ xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng và đặc biệt nhất. Mình tên là Quang Đình Vũ và hôm nay mình rất vui khi có mặt ở đây. Mình sẽ thắng vang thật nhiều, hi hi. Rồi tới bạn đó. Ủa, mình đang đi trường mầm non hả? Dạ, em chào anh Giang, em chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Quỳnh Anh. Hôm nay là lần đầu tiên em đến chương trình Thiên Đường Ẩm Thực và hy vọng em sẽ ăn được thật là nhiều món ngon. Trời ơi, con bé sao nó hiền là nó đàng hoàng tử tế, khác xa với thằng chồng nó. Ồ, bộ em không tử tế anh? Không, em thì cũng không tử tế, nhưng mà từ khi mà bước chân vô đi chơi game show rồi tham gia này kia là thấy cái phần nữ tính nó nhiều hơn nha. Tham gia với anh rất nhiều chương trình, mặt không bao giờ dưới 3 lớp phấn. Môi không bao giờ dưới 2 lớp son. Trời. Đúng vậy. Nhưng mà cái đó là Khánh làm make up cho em đó. Ủa, mình không thích thì ai đè mình xuống làm được? Dạ đúng. Dạ. Khánh giới thiệu cái nào? Dạ vâng ạ, xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Xin chào anh Trường Giang cũng như là chào tất cả mọi người. Em là Duy Khánh, vợ của Kim Tuấn Kiệt. Dạ. Đúng màn khai thác về thân phận vừa rồi chúng tôi sẽ cắt khi lên sóng. Đâu ra mình xác định mối quan hệ. Kim Tuấn Kiệt đã có người yêu rồi. Đây anh, vợ của em nè. Đừng để anh bàn thêm về vấn đề đó nữa. Rồi bé, đây nè. Gái người ta hiền lành nè. Xin chào mọi người, mình tên là Diệp. Lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Ẩm Thực nên hơi rung và hơi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên lên sóng truyền hình một chương trình lớn như thế này. Dạ. Thưa quý vị, Diệp là người bạn đời của Nguyễn Đình Vũ và hai bạn này vừa lấy nhau xong. Tôi có đi đám cưới. Đó, bữa tôi có gặp Hồ Quân Hiếu. À dạ. Anh Giang, hỏi gì ạ? Sao nó có vợ hay vậy? Hồ Quân Hiếu á, hỏi câu kỳ. Con trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện bình thường. Rồi cái cục tình này rồi dẫn đến đám cưới Hiếu vỡ òa trong hạnh phúc, có nghĩa là gây quan mang cho rất nhiều người luôn. Đúng rồi. Dạ. Kỳ vậy trời, em với Nico bạn anh nó kỳ quá, hai người suốt ngày bàn tán với em. Vũ nó gì, Vũ nó kia, em tức quá em phải cưới vợ thôi anh. Không, mình lấy vợ phải là vì mình tức nha. Mình lấy vợ là vì mình yêu rồi đó, mình mang đến hạnh phúc cho người đó. Rồi phần của Rick Phan không cần giới thiệu nữa, cảm ơn. Mày chúng ta đã biết rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Đúng rồi, Rick Phan thì mọi người biết rồi, thì team mơ sĩ đó. Ủa? Hả? Streamer sĩ. Streamer sĩ. Đó, ca sĩ, nghệ sĩ thì có streamer sĩ. À trời. Đó. Thì hôm nay chúng ta đến đây với một tâm thế là vui chơi ăn uống. Mỗi vòng đều có một phần quà, nên thắng vòng nào lấy vòng đó thôi. Ngày hôm nay sẽ có một chủ đề phù hợp với tất cả mọi người. Đó chính là chủ đề ngay sau đây. Đó là cặp đôi. Nghĩa là gì? Những món ăn phải đi chung với nhau.
ai ăn món ăn gì đi chung nhau rồi, ví dụ bún đậu thì chắc phải có mắm tôm đà. Bánh mì phải có pate không? Tùy. Đúng mà, có gì là bánh mì không có pate. Dạ đúng không? Dạ đúng. Và chúng tôi nói trước, thắng thì mới được ăn, không thắng trong trò chơi thì không được ăn. Không có chuyện chia sẻ một miếng cho vợ cho chồng. Và ngay bây giờ là những món ngon từ chương trình. Xin chào tộc trưởng và các cặp đôi của chúng ta. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ đến với những món ăn có món phụ đi kèm. Gấu có thể không có, nhưng hai món đó phải ăn chung. Cùng xem những món ăn này là món gì nha. Hôm nay ai cũng có đôi, sườn nướng cũng có, xôi chiên ăn kèm. Thiên đường ẩm thực giới thiệu đến mọi người món sườn nướng mật ong ăn kèm với xôi chiên. Nghe tên gọi thôi thì cũng biết nguyên liệu chính của món này là gì rồi. Đó là sườn, mật ong và xôi. Cùng anh đầu bếp bắt đầu nha. Sườn chặt thành khúc nhỏ. À, hình như khúc này hơi nhỏ rồi, để anh ấy chặt lại nha. Nêm nếm gia vị. Sườn nướng mật ong thì dĩ nhiên phải có mật ong rồi. Để cho sườn thấm một lát thì nướng mới ngon nha. Bây giờ đến công đoạn làm xôi. Dùng đậu xanh cà vỏ đã hấp chín trộn vào phần xôi. Ngoài những nguyên liệu khác thì bột béo là thứ không thể thiếu. Nước sốt hạt điều cũng là thứ không thể thiếu. Và nước cốt dừa cũng là thứ không thể thiếu. Trộn đều. Nắn xôi thành thanh dài và dùng bao thực phẩm cố định lại. Sau đó cất vào tủ đông để xôi đông cứng. Anh đầu bếp bắt đầu nướng sườn. Trong lúc nướng, quét một lớp mật ong lên để thịt thơm ngon hơn. Xôi sau khi đông cứng sẽ như thế này, cắt thành những khoanh tròn. Bây giờ là trộn xôi với bột chiên. Còn chờ gì nữa, thả vào chiên thôi. Ta-da! Sườn nướng ăn một mình đã xưa rồi. Bây giờ phải ăn chung với xôi chiên mới đúng bài. Ăn cũng phải có cặp nó mới vui. Một buổi chiều nhẹ, hai người cùng ngồi nhâm nhi. Trên bàn là dĩa gỏi và bánh phồng tôm. Chà, đúng là hai cái tên vàng trong bàn lai rai. Gỏi cũng có nhiều loại gỏi, nhưng gỏi ổi thì chưa chắc là ai cũng ăn rồi đâu nha. Anh đầu bếp sẽ chọn hên xui một trái ổi trên bàn để gõ. Chọn hên xui. Hên xui. Vì là gỏi nên đa số các nguyên liệu đều được thái sợi. Tôm khô ngâm trong nước ấm khoảng 5 phút, mực nướng lên rồi xé sợi. Đến phần trộn gỏi rồi đây. Gỏi ngon là nhờ có nước gỏi bí thuật của nhà hàng. Rau húng, đậu phộng, hành phi làm cho món gỏi thêm bén hơn. Thêm một ít bí thuật một lần nữa và trộn đều. Để khô mực xé lên trên nữa là xong. Wow, thành phẩm rồi đây. Gỏi ăn kèm với bánh phồng thì còn gì bàn cãi nữa. Bánh phồng giòn rụm, miếng ổi xanh thơm. Và đũa này xin mời tộc trưởng. Còn đũa này xin mời đội thắng cuộc. Theo khảo sát trong 100 người thì có hết 100 người đã ăn cơm. Nhưng cơm nướng thì chỉ có 20 người đã ăn, 10 người chưa ăn và 70 người còn lại thì ăn dạng cơm khét. Những viên cơm nướng thơm ngon, Haunus thêm món cá cơm kho. Hai món này phải ăn kèm thì mới hết sảy nha. Để làm món cá cơm kho, bước đầu tiên, anh đầu bếp sẽ ngâm cá cơm. Bước 2, anh ấy để nó sang một bên và làm món cơm nướng. Cho cơm vào một cái tô. Tỏi phi sẽ làm cho cơm thơm ngon khó cưỡng. Nêm nếm gia vị. Cơm sẽ được nắn thành những viên nhỏ xinh như thế này đây. Và nướng cơm thôi. Anh đầu bếp sẽ nhờ người nướng giùm để anh kho cá cơm. Phi như thế này, nhìn thôi là đã đủ thơm rồi. Cá cơm ngon hơn cũng nhờ có vị đậm đà của nước mắm Colomen. Bây giờ thì cho cá cơm vào. Bí thuật để kho cá cơm ngon là đây. Anh đầu bếp chặt hẳn một trái dừa tươi mới hái ở dưới quê lên, khuấy đều cho nước dừa dưới quê thấm vào cá. Rim cho đến khi nước sắc lại.
nhìn thôi cũng đã thấy cồn cào rồi đó. Cơm nướng cũng đã chín vàng rồi. Cảm ơn anh nướng giùm nha. Viên cơm phồng tròn, vàng chín, cá cơm khô khô, sệt sệt. Ăn chung với nhau, ngon như thế này thì ai ngon lại. Dít một miếng bỏ lên. Ý, rớt miếng hành rồi. Dít lại nha. Đó, sẽ là một tội ác cho những ai không được thưởng thức món này đấy. Và món đội sổ của đại tiệc ăn kèm cũng không kém đặc sắc đâu nha. Tên của món ăn này chính là đậu hũ thố hải sản. Và món ăn kèm không thể thiếu đó chính là bánh mì. Quá đổi quen thuộc đúng không? Anh đầu bếp sử dụng tuyệt chiêu liên hoàn cắt. Lột tôm và cắt một đường dọc ngay lưng. Mực phải được lột bỏ lớp ngoài bên ngoài trước khi cắt. Dùng dao tách miệng nghêu ra. Nhân vật chính đây, cắt đậu hũ thành những viên vuông nhỏ. Ý, rớt miếng rồi. Mấy lần rớt miếng. Tỏi, xả, ớt, lá chanh là combo quyền lực mang lại hương thơm cho món này. Trong khi đó, bột cà ri sẽ mang lại màu sắc đặc trưng. Nêm nếm gia vị và nước cốt dừa này sẽ khiến món ăn thêm tính sát hương đây. Đừng bỏ quên nghêu của chúng ta nha. Món ăn sẽ được đựng trong chiếc thố xinh xắn như thế này. Đó là lý do nó có tên đậu hũ thố. Phải ăn chung với bánh mì mới cảm nhận được hết phần ngon nha. Ngoài kia xe chạy ào ào, bụng ai đã thấy cồn cào chưa ta? Thật tiếc cho đội nào không được chấm chiếc bánh mì vào nước sốt béo đặc này đó. Mới mở màn thôi mà đã sát thương như vậy rồi. Đã vậy món nào cũng có cặp có đôi nữa mới đâu. Còn chân chơi gì nữa? Cố gắng chiến thắng để được thưởng thức nha. Thưa quý vị thân mến, quá tuyệt vời. Chương trình của chúng tôi thưa quý vị mùa này không những mang lại sự hài hước trên sân khấu mà trong video clip giọng đọc cũng phải duyên dáng. Đọc cái đầu cười tới đó. Ý rớt miếng ổi rồi. Miếng ớt lại rớt nữa rồi. Có bữa đọc ra đọc để mình vui đó. Có bữa bây giờ anh đầu bếp sẽ bắt đầu chiên cơm cháy, coi chừng cháy nha anh. Miếng không á, miếng không á. Dạ, vui mà. Dạ. Vấn đề là bây giờ trò chơi như thế nào để vượt qua. Và dĩ nhiên trò chơi của chúng tôi lợi thế thuộc về những người ốm. Trời ơi, tôi bắt gặp ánh mắt. Bà Diệp, bà ngồi vậy nè. Trời, chồng bà ngồi đối diện bà. Bà đang nhìn tôi phải không? Lợi thế trò chơi những người ốm. Nhìn chồng bà, nhìn chồng bà. Trời ơi, thôi chết rồi á, chết ông rồi. Vậy mời trò chơi. Bây giờ là trò chơi vô cùng đơn giản, hãy nhìn đây. Dạ. Mọi thứ trên sân khấu đều có một cặp, sẽ có ba cặp chơi đối thủ với nhau. Mỗi cặp sẽ được bịt mắt và cầm trên tay một vật, sau đó phải gọi nhau làm sao để gặp nhau và lấy được cái vật còn lại trên tay này kia. Đội nào thắng nhiều hơn, đội đó bước vào đại tiệc và giành phần thưởng ở vòng này. Ai đấu dài? Thôi em Rít vậy đâu có được. Không được. Không cho cặp đôi vợ chồng. Ủa đâu có vợ chồng vậy đâu, nãy anh Giang nói rồi. Bận ốc đôi không cho cặp đôi bạn thân. Nãy đồng phục. Đồng phục trường phục hồi cho bạn hả? Dạ không, tại vì hôm nay em biết là cái set của mình là màu xanh lá cây nên tụi em lựa chọn cái trang phục màu xanh lá cây cho nó đồng bộ à. Giống như anh Giang thôi. Không, tôi là tập trưởng. À tập trưởng là bán vậy. Rồi, đúng vậy. Rồi, dạ. Mời Rít và Nguyễn Đình Vũ vô. Trò chơi bắt đầu. Rít ơi, được nói chuyện không anh? Khỏe không em? À, khỏe anh. Em có gì vậy Rít? Anh sợ ơi, anh mò cái đó không phải trái dừa. Giật đi. Giật. Đến lúc phải giật rồi. Anh tạo lên. Cái gì nó cũng. Anh xin lỗi em. Còn nhớ lúc đám cưới đi với anh không? Thông cảm đi. Ôi nói gì vậy? Những cái thông tin nhiều quá không ạ?
ấy da chết 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 Rít ơi, Rít là cố lên Rít ơi. Trời ơi, có muốn ăn không Rít? Rít là chúng ta thấy đường vậy. Không được, không được. Rít ơi. Trời Vũ ơi, đừng đè dập trái dừa Vũ ơi. Hả? Mình không thể nâng Rít bay lên luôn trời. Trời, hãy đá về chỗ rồi. Hãy đá về chỗ rồi. Đây, 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 đây. Chụp xuống, chụp. Chưa dơ lên thì chưa tính anh Vũ ơi, chưa dơ lên thì mình chưa tính. Rít ơi, hãy sử dụng hết rồi, tất cả. Rồi, hết chưa? Lượt đầu tiên đời Nguyễn Đình Vũ thắng. Bây giờ lượt thứ hai, cặp nào đây? Em. Rồi, hai người phụ nữ lên nè. Rồi, hai cô gái. Vô, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Đi đi đi, chạy đi, chạy đi, chạy chạy. Chạy 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 chạy. Giúp 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 giúp. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nguyễn Đình Vũ mà có thể còn giật được con hồi vô nhỏ này. Trời, nằm ăn dạ kìa. Trời, trời đất, đất con gấu, đất con gấu. Trời ơi, hai đứa có chồng hết rồi đó. Trời đất ơi. Quê. Quê. Go. Khánh ơi, em đâu rồi? Em nè. Đi, trái dừa của em đâu? Trái dừa của em đâu rồi? Em lo đi đâu vậy? Sao hai tay em chưa được hai tay vậy? Thở Khánh. Ê. Ê, gì vậy? Trái dừa của em đâu? Anh đừng bỏ em đi mà, Kin. Kin, anh đừng bỏ em đi mà. Anh làm gì cái anh đừng. Anh đừng như vậy. Anh ơi. Các bạn đang làm tổn hại tới thiết bị âm thanh của chương trình chúng tôi. Dạ. Văn micro, văn wireless từ lưa. Không có tình trạng ôm nhau quéo quéo như thế này. Cô gái kia sẽ đau lắm, dừng lại đi. Thưa quý vị, mấy lượt chơi vừa rồi thì các bạn ấy chơi không có đàng hoàng, không có tử tế. Ban tổ chức quyết định là sẽ có một trò chơi chung cho cả hai đội. Sẽ có một vật phẩm các bạn phải đi tìm. Nếu tìm trước thì mình thắng, tìm sau mình thua. Rồi, quay tại chỗ 10 vòng. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên nào. Bà Diệp bớt gian lại. Hãy đi tìm cái tù và của tôi. Tù và nãy là anh để khúc nào? Ai? Ủa, dạ. Lại là em đó hả? Anh tìm thấy em rồi. Hồi nãy em bị trôi phóng á. Đi tìm chứ phải hẹn hò. Cái ai đây? Em là ai? Em là ai? Trong mặt em là Rít đúng không? À, anh Vũ nè phải không? Quẹo trái Khánh ơi, quẹo trái đúng rồi. Quẹo trái đúng gì rồi đây? Ủa em ai? Ê, cái đó phải tụi bà cái đó lại. Lộn quẹo trái Khánh ơi, lui lại Khánh ơi. Tôi đừng tán xuống tim đi Khánh ơi. Dạ. Lui lại. Cái tàu ơi, tàu ơi, mì đâu rồi? Quẹo trái Khánh, quẹo trái Khánh ơi, lui lại Khánh ơi. Có đừng tán xuống tim đi Khánh ơi. Dạ. Anh có tùng bà không? Lui lại. Ai cảm rồi, thấy rồi, thấy rồi. Như vậy là đội Wolfsburg đã chiến thắng, sẽ lãnh được tiền thưởng vòng này và bước vào để tiệc sinh chúc mừng. Chỉ người thắng được dùng, người thua xin hãy giữ tự trọng. Anh tự trọng em nằm dưới cống rồi. Trời ơi, gia đình sẽ buồn lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng trước là bóng gỏi, ổi, khô mực. Đó. Ở đây là được cái là người ta trình bày rất đẹp. Món ăn nào cũng vậy, nó phải đẹp mắt về trình bày, thơm và hương vị. Đây. À,
Trời ơi, cứ như là mất ban vậy đó. Cái âm thanh nó sống động làm sao á. Âm thanh nó giống một cái giả chạc. Ngon mọi người nha. Dạ. Ổi xanh mát. Cái mực nó thơm. Nó quyện với ổi với nước sốt. Dạ. Hành phi đậu vòng, đúng không? Dạ. Vô. Dạ mời mọi người. Mời mọi người. Dạ thanks. Mời bên kia nha. Hồi nãy nói cái ổ nó xong em nghe không kịp á. Hãy về nhà xem lại chương trình vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần nhá, TV7. Cảm ơn. Ê, muối ngon nha. Không được dùng muối. Không được dùng gì cả. Ôi, mà em đâu có ăn đồ ăn đâu anh. Không. Biết đâu ta để chén ở đây không? Trời ơi. Tăng thêm sự đau đớn á. Cái em tưởng cái chén là để đây mà để kê ở đây nè anh. Dạ mời mọi người. Dạ. Rồi. Ngon quá. Trời Khánh, cái này tôi nhớ là vợ tôi thích ăn lắm. Ồ, đặc biệt là ổi đó. À vậy hả? Thấy thương lắm. Vậy thì bây giờ phải. Nhưng mà ở nhà rồi không có ở đây. Rồi. Trời khúc mà khúc mài luôn á. Y bé vậy đó. À, chúng như không biết, không nghe chuyện vừa rồi gì. Đây là sườn non nướng mật ong để chúng ta ăn chung với xôi chiên. Em ngứa trong dạ dày em phải không anh gãi? Ôi em gãi vô những cái từng thớ muối của ghim luôn nè, cho nó sáu muối. Sáu muối đó. Rành dữ ha. Mà lem đó. Dạ sao vậy anh? Sườn ướp vừa vị, rất vừa vị. Lẽ ra anh quên cho vài giọt chanh. Cứ chanh này mà nhiễu bao nhiêu giọt thì nước miếng bên kia cũng vậy ha. Ôi, không phải chanh ấy rồi nên. Rồi bây giờ mời Vũ đứng lên hát bài hát nè. Không, chưa tay lên, chưa tay lên. Mời đứng lên nè. Mà đứng lên nè. Dạ. Cái gì thấy chưa? Em bị mua chuột. À, cái người thua bớt ồn để bên người thắng người ta thử. Sao bé, ngon không? Ngon anh. Ngon sao cưng? Dạ, nó ngon theo mức độ là em thấy nó ngon. Hai. Đúng là con chim phải qua. Mọi người có cần vũ lộn cục tỏi ra cho mọi người. Cái xương này phải ăn với cái tỏi. Thiệt là em ăn vậy đó hả? Dạ. Tụi anh ăn khác. Anh nói chiêu được ghi nữa. Rồi bây giờ chúng ta thưởng thức món tiếp theo là món. Dạ dạ món nào anh? Cơm nướng với cá. Cơm khô kho với nước dừa. Đây. Thực ra cái món này là dưới quê ăn hoài. Vì ngày xưa đi làm là phải mang cơm theo. Cá kho hay là cái gì khô là đem theo. Rồi cơm mình nắm lại xong mình bỏ trong bao. Chứ hồi xưa khổ lắm em ơi. Hồi xưa đi học trường sẽ có điện ảnh. Không có tiền ăn cơm đâu, đem đồ ăn theo vậy đó. Giờ mấy nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng họ cũng khốn khó lắm anh. Nhiều khi họ đi quay hình họ cũng muốn ăn trưa nữa anh. Họ để cái tâm trí của họ để nhưng họ mà chơi vui. Không nhưng mà nếu mà nghệ sĩ trẻ thì em nghĩ là Jin hợp nè. Quỳnh Anh cũng hợp lý nè. Nhưng mà còn anh thì... Anh hoạt động bao nhiêu năm rồi? Anh hoạt động nghề bao nhiêu năm rồi? Anh 20 mấy năm trong nghề rồi đúng không ạ? Em ơi anh chỉ mới có 28 tuổi thôi em. Làm gì mà 20 mấy anh năm anh rồi? Anh hơn em 2 con giáp đó Vũ. Thế em nhớ da vậy anh 30 rồi sao? Nhớ lại ngày xưa. Khổ cực. Hương vị. Dạ, hương vị tuổi thơ đúng không? Ừ. Anh có cách nào cho tụi em giống như là có một cái chế độ mà đứng hát hò hay là làm khùng làm đi em sẽ làm hết để được thưởng thức món sườn này.
Tại vì tụi anh cũng nghe nhạc nhiều đến mệt. Dạ. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Thằng chồng thì đang đau đớn, vợ ăn ngon lành. Này tinh bột, ăn mập lắm. Đó, tốt cho sức khỏe của anh. Lo cho sức khỏe của anh nó bổ. Lời nói như bỏ ngoài tai, chỉ cần ăn được miếng là lòng khoái liền. Ủa, cái đó là cà thơ vừa mới nghĩ ra rất dở vì không có đủ sức mạnh đó em. Cái đó thơ cho nè. Đó thơ nhảm em. Kẹp miếng cơm vô. Mặn đó Khánh, em mà làm như vậy là nó mặn. Tại vì em ăn quá nhiều cá, em không biết cách ăn thôi. Em thích ăn mặn. Anh xin lỗi được chưa? Ôi anh, mình ăn nhanh nhanh, mình tới vòng sau để tụi em thắng tụi em ăn được không? Mùa này khác mùa trước, mỗi bàn ăn tiệc chúng ta ăn một tiếng. Rồi. Đây. Cái món này có thể gọi là cà ri hải sản cũng được. Yeah. Trời ơi, được lắm rồi. Đâu có, anh lấy cái chén ăn mà. À, nhà hàng ăn đổi chén cũ dơ. Tôm này cái gì? Con tôm kia anh coi chừng nó rớt. Chú Trình ơi, tôi nói buồn. Cái mùi này cà ri thơm, hải sản giòn, mỹ tươi, nước dừa béo. Béo cỡ nào anh? Béo cỡ anh á. Béo cỡ anh. Ngon, mời. Dạ. Em có chén chưa? Dạ chưa. Lấy chén người đối diện. Đổi chén rồi. Anh, cái cây dừa này vô tội che, có thể cho em mượn em coi được người ta điêu khắc kỹ thế nào được không anh? Em chỉ cầm cái cây dừa này thôi. Không cần em. Dạ. Để đi. Kế hoạch lấy bóng râm che để lấy thịt thất bại. Ngon quá, tại vì nhờ có nước dừa nên nó béo béo, nó thơm thơm. Không những chúng ta ăn, dạ, mà chúng ta còn được quà nữa. Hãy chọn một chiếc rương. Cuối chương trình chúng ta sẽ mở, trong đó có tiền thưởng. Thôi chắc là cho mọi người chọn. Dạ em sao cũng được, em tới đây vui là chính. Rồi hai bạn, dạ, còn lại chọn cái hai nha chị. Em nghĩ là số 2, tại nó giữa cao nhất. Số 2, mời ăn tiếp. Cuối, dạ, chương trình, cuối chương trình để mới mở ra. Dạ. Ủa, chưa qua vòng quá anh. Chưa. Cái này ngon quá, cái này cuốn lắm luôn á. Cái nào vậy? Cái này nè, cái ổi ổi. Anh không có tin cái hương vị nó cuốn là như thế nào đâu. Không, không ai cần anh tin hết á chị. Dạ. Thưa quý vị, vòng 1 kết thúc rất ngon miệng. Bây giờ là những món ăn ngon của vòng thứ 2. Qua một vòng, người ăn người nhìn, có lẽ các cặp đôi của chúng ta đã mất gắn kết sương sương rồi đó. Vậy hãy cùng đến với bữa tiệc tiếp theo đây để thưởng thức những sự kết hợp hoàn hảo. Bằng một cách nào đó, nguyên liệu này kết hợp với nguyên liệu kia tạo nên những món ăn ngon tuyệt đỉnh. Muối thô hay còn gọi là muối hột là muối còn kết tinh, chưa bay hơi, chưa qua tinh chế. Và nguyên liệu chính của món ăn này chính là con gà. Sự kết hợp giữa gà và muối hột tạo ra món ăn mang tên gà nổ muối hột. Nghe tên thôi là đã muốn bùng nổ theo rồi đây. Đầu tiên anh đầu bếp sẽ xé lá chanh, đập dập xả, thêm một ít rau răm. Lại là chiêu liên hoàn băm nhuyễn của anh đầu bếp. Bắt đầu làm hỗn hợp để ướp con gà. Nước mắm Colomel giúp mọi thứ mặn mà đậm đà hơn. Bây giờ ướp gà thôi. Hòa đều bên trong và cả bên ngoài. Mới ướp thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi. Để làm món này thì phải chuẩn bị một nồi đất to. Đổ thật nhiều muối hột vào, trải đều muối ra để dọn chỗ nằm cho con gà. Trải thêm xả, rau răm và lá chanh. Cuối cùng cho gà lên. Có ai nghe thấy tiếng muối nổ bụp 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 không? Đó là lý do món ăn này có tên là gà nổ muối hột đó. Wow! Sau những cú nổ muối trong nồi thì gà cũng đã chín rồi. Một mâm thịt gà khá là hoành tráng đây. Thịt gà lúc này đã thấm gia vị. Trái ớt nướng hết trên dĩa chính là điểm nhấn. Mặc dù không ai ăn, ngọt thơm từng sớ thịt.
Ai đến đây mà không được hưởng thụ món này thì đúng là khóc một dòng sông luôn nha. Nhắc đến lá lốt nướng, người ta lại nghĩ ngay đến món bò nướng lá lốt. Nhưng hôm nay, chúng ta không ăn món đó. Hãy đến với một sự kết hợp khá là ổn áp giữa ốc và lá lốt. Đó chính là chả ốc nướng lá lốt. Lá lốt không chỉ để bọc bên ngoài mà còn được thái sợi để trộn vào phần chả ốc bên trong. Ốc sau khi luộc chín sẽ được thái nhỏ. Bây giờ là công đoạn làm chả ốc, lần lượt cho thịt băm, giò sống, ốc, hành băm và lá lốt vào tô. Nêm nếm gia vị. Quấn phần chả ốc vào bên trong lá lốt thành những hình tam giác nhỏ xinh như thế này. Lửa trên bếp đã sẵn sàng, bây giờ nướng thôi. Nên nhớ là chả phải được nướng trên lửa than nhỏ thì mới ngon nha. À, lửa lớn cũng được. Lá lốt chín tới, xanh ngọt, bên trong thịt ốc đậm đà, dai ngon. Nghe tới đây thôi là đã thấy hừng hực trong người rồi. Chả ốc nướng lá lốt, ăn một lần là nhớ tới mốt luôn đó nha. Cua đồng, cua biển, cua hoàng đế. Chắc hẳn tổng trưởng và các cặp đôi đã ăn rồi đúng không? Nếu chưa ăn thì thôi. À, cua lột. Nhưng nếu ai chưa được ăn qua cua lột thì đó là một thiếu sót lớn rồi nha. Bởi vì loài cua này chúng ta có thể ăn được cả lớp vỏ của nó. Trời. Hãy cùng thưởng thức món cua lột rang kết hợp với muối sốt cay nha. Cua lột sẽ được lột bỏ những thứ cần lột của cua lột, cắt làm đôi. Rượu gừng là nguyên liệu không thể thiếu cho món này. Cua lột sẽ được ướp bằng nước hành tím và nước tỏi. Một hình ảnh hiếm thấy đó nha. Này đâu hiếm thấy. Nếu tộc trưởng thấy rồi thì thôi. Con xàm quá ha, nhỏ đọc xàm á. Nêm nếm gia vị. Cho thêm lòng đỏ trứng vào và trộn đều. Lăn cua với bột. Bỏ vào chảo chiên. Điều làm cho món ăn này thêm đặc biệt đó chính là muối xốp rắc phía trên. Và đây là những nguyên liệu để làm nên muối xốp. Anh đầu bếp dùng những nguyên liệu trên để làm gì không biết, mà đã tạo ra một miếng muối xốp đẹp mắt như thế này đây. Bây giờ chỉ việc rắc muối lên cua và thưởng thức thôi. Cua bình thường đã ngọt rồi, cua lột còn ngọt và béo hơn nữa. Rồi thêm muối xốp cay, mặn mặn, thơm thơm. Ngon như vậy thì thứ nào chịu nổi. Từ những nguyên liệu gần gũi kết hợp với nhau tạo nên những món ngon hoàn hảo. Đội thua ơi, đừng bỏ lỡ chuyến đò này nữa nha. Chiếm lấy món ăn đi nào. Rất ngon và hấp dẫn vô cùng. Và trò chơi sau đây là trò chơi phù hợp với những bạn nam ở đây. Trò chơi đá bóng. Mỗi đội 3 thành viên, một người làm thủ môn nhưng không được chụp bằng tay mà chụp bằng chân. Dạ. Đá không bằng chân, hai người còn lại là đá trên vị trí tiền đạo. Thì chúng ta sẽ có thời gian là 3 phút, đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn thì chiến thắng. Lưu ý, chúng tôi có hai thẻ giỏ, thẻ đỏ và thẻ vàng. Thẻ vàng là chúng tôi sẽ phạt một cái lỗi trên bàn ăn, chúng tôi sẽ phạt. Thẻ đỏ là đuổi lập tức ra sân và đuổi ra khỏi bàn ăn luôn. Nên đừng để phạm lỗi. Sẵn sàng chưa? Mời vào vị trí. Cảm ơn nha. Đúng rồi Khánh, đi Khánh. Thôi đúng rồi. Không được dùng tay, dùng tay là thua liền ngay tại chỗ. Ôi chua chua chua. Đá vô. Ủa ai là thủ môn vậy? Trời ơi. Thủ môn này. Ủa anh, sao thế anh bỏ chạy vậy Khánh? Không phải, em là thủ môn, tại vì Nguyễn nó đi rồi. Thôi, trời ơi, dạ, anh ơi. Anh ơi. Ghi nơi em cứ thẳng tay đi chị nhà, vui lắm. Cãi đi. Ai? Hả? Ai? 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 Ai
Yeah. Không, cho con ý kiến. Nhưng mà đâu có đá đâu, nếu đá đá bằng chân. Còn cái này là dễ dàng. Trọng tài Anh Minh có được đá phạt đền không trọng tài ơi? Không, để lại bóng chính giữa. Thưa quý vị thân mến, bóng đang ở ngoài sân. Hiện tại là Lý Thị Bạch Diệp. Lý Thị Bạch Diệp đang có bóng trong chân. Chị nhớ, chị Diệp. Dạ, Diệp đã bóng đi. Diệp ơi, đá đi. Đá qua cho Chris. What? Hả? Đó, Diệp đã chuyền bóng cho. Đúng rồi. Chị ơi, chị ơi. Vậy là thứ ba của Lê Thị Bạch Diệp đã chuyền bóng cho Ghi Tướng Mù. Tại sao vậy? Ghi Tướng Mù đã bóng vào lưới. Chỉ vì bà muốn cho chồng bà ăn thôi mà bà đối xử với cái đồng đội bà như vậy. Nó lộn à. Như vậy là tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về đội Ghi Tướng Mù. Bà có phải đứng ra đi. Anh gian rồi anh. Chẳng hàng rào chúng ta kìa. Gán lên Chris. Gán lên. Cố lên chị. Đúng rồi. Lại chuyên. Lại chuyên cho đội bạn. Đúng rồi chị. Lý Thị Bạch Diệp lại chuyên cho đội bạn. Tại sao vậy bà Diệp? Lại đi bạn. Vô vô. Trời ơi là trời. Hết đường biên rồi. Hết đường biên rồi. Ê, hết biên rồi. Rồi. Trọng tài Anh Minh. Coi lại ba, coi lại ba. Rõ ràng, rõ ràng thấy chưa? Đau. Thôi em kể mà. Trời, bà đá banh bà đi rồi, bà chơi tù xuống bà chơi búp bê á trời. Vui lắm. Rồi giật người ta. Biên của em, biên của em mà dùng ai. Tại sao có hành động để hai tay vô ba sườn rồi kéo người ta về? Tưởng là vợ của mình mà. Không có. Hai thẻ vàng thành thẻ đỏ. Vô nè. Vô chị ơi, chị em nè. Kìa bà lo đi kìa bà cứ đó. Bóng sâu và ngang thưa quý vị, bóng dội và ngang thật là khủng khiếp. Rồi cái gì thì mình diễn tiếp một chuyện. Ở đây sao kệ đó. Vô vô à, à. Mới cho mặt con đôi em đừng có đây đá cho cái tay của em hả? Không, em dùng cái này chết đó. Thôi đá cho cái tay dừng lại trong tay thổi còi rồi. Yeah. Thật là đau. Đau quá. Bên đây mua trọng tài rồi. Trời ơi, có mình bà Diệp. Như vậy là thưa quý vị, cuộc chiến bây giờ là Lê Thị Bạch Diệp đấu với lại Ginh Buka và Lê Thị Ginh Thị Bu và Lý Thị Đích. Trời ơi, đó đã hài thủ môn. Đá đi, đá đi. Cố lên đây ơi. Cố lên, chủ ơi. Chưa làm gì hết. Chưa làm gì. Trời ơi. Chưa làm gì. Cái chuyện trắng trợn như vậy mà dám làm luôn. Tôi thua rồi. Lấy thịt đèn người. Lấy thịt đèn người. Phong Thảo gặp ba hôm nay. Trời ơi. Cái gà. Trời ơi. Cái gà. Trời ơi là trời. Vô lại. Chúng tôi có cái thẻ đỏ, thẻ vàng là để phạt những người trong sân. Còn những người ngoài sân làm ảnh hưởng tới người trong sân. Tiếp thắng rồi chúng ta thắng. Yeah. Cười người hôm trước không sao người cười. Em có cười bạn đâu. Mà tự nhiên bạn cười em. Thái độ này cũng không được cho đâu. Thôi chờ gì nữa các bạn. Chúng ta sẽ thử món đầu tiên là cái món rất là đỉnh cao. Đó là cua lột. Cua lột này có nhiều cái loại cua lột mà mình trộn thêm salad ở dưới rất là ngon. Giòn thơm béo vô vô dạ. Em mời cả nhà. Dạ mời cả nhà. Mời cả nhà kìa. Gia đình mình đang xem mình đó. Con mệt lắm.
Con mệt mỏi lắm mẹ. Ngon lắm chồng. Rất ngon luôn á. Bây giờ Khánh nè. Dạ. Ở không chị mình hát một đoạn gì đó nghe chơi coi. Dạo này em có chơi trên mạng có thấy mấy chuyện gì đó em vui vui đó. Dạ. Không mệt lắm đi. Hát bài của Gin đi ha. Dạ. À. Được không? Gin hát cho em. Không thể quay được nữa. Dạ. Không, Gin đang yêu em mà sao không thể quay được nữa vậy? Dạ em hát bài đó. Em bị ATSM hả? Thôi giờ hát với Gin đi nha. Dạ rồi. Bài đó đó. Bài đó là bài gì nè? Cái bài hay hát á. Bài hát chung nhau hả? Dạ. Vì em tự nhiên đầu tiên phải không? Dạ. Rồi vô. Mưa từng gió thấm ướt trên vạt áo. Người ta đang hát. Nhiều lòng anh đang nhớ em rất sao. Thôi gia đình là số 1. Nhớ lần đầu gặp nhau vẫn vương làm sao. Nhớ nụ cười quá ngọt ngào. Em từ đâu bước đến như làn gió. Mơ cùng nhau ta nắm tay hẹn hò. Lỡ yêu nụ cười đó chẳng ngại âu lo. Hạnh phúc đâu thể đắn đo. Tại sao người ta đã đo đến như vậy rồi mà vẫn không vô câu tiếp theo? Thưa quý vị, hồi nãy trước khi hát là Vũ có gấp cho bé vợ của Rít một miếng. Thì cô Lý Thị Bạch Diệp cô phát hiện sao ở nhà không dành gấp cho em mà cứ người ta đang hát mà cứ tranh luận cái gì á mà ở nhà không dành gấp cho em hả? Chả bao giờ hết tại em gấp cho ổng không hả? Tại đây có sóng truyền hình nên có những hành động. Ôi anh xin lỗi, anh không có ý gì hết trơn. Thôi anh... mày có ý cho này kìa, cái chén này bay qua rồi. Bây giờ vậy nè, mọi người biết Nguyễn Đình Vũ là vừa bớt ăn lại cưng. Dạ em sai rồi. Dạ. Vừa sáng tác mà vừa hát rất là hay rồi. Dạ. Live popping đồ các dạ. kiểu rồi giờ đứng lên trình diễn một đoạn gì đó nhẹ nhàng nhàng được không? Dạ được anh. Rồi đó đó. Hát bài mới của em luôn. Bài gì hả? Hôm nay em du quy. Rồi. Lắng nghe lòng anh đau, anh đau, anh đau, anh đau lắm. Muốn đắm chìm trong men say anh ngất ngây. Cớ sao người cứ mãi đọa đây, làm bóng tối bao vây. Nhân tâm em lìa xa tôi vậy. Không có rớt nha. Không, cái nốt đó trong bài à. Có. Cái nốt này mới viết ra nè. Nguyễn Đình Vũ là hát luôn ở bắt trước kiểu của gọi là huyền thoại Michael Jackson á. Dạ. Ở trong đó là người ta là người ta ờ. nó hay anh ở. Ủa anh ơi, nhưng mà mình quay lại cái câu chuyện hồi nãy là em có hát rồi thì bây giờ mình thử cái món gọi là chả ốc lá lốt thôi. Ủa vậy cái chuyện hồi nãy em hát là nó có ý nghĩa trong chương trình này? Đây là một cái loại chả rất là thơm. Đó, chấm nhẹ vô đây. Thơm, ốc giòn, không bị sơ sát, cũng rất là mềm mại. Vô. Dạ, dạ. Nhưng mà cảm ơn anh. Em mời anh. Em mời cả nhà ăn. Bị người ta lừa rồi. Này gấp cho vợ. Này gấp cho vợ. Em luôn chào anh yêu thương, nhưng anh trao cho em một cú lừa. Lần đầu tiên được ăn cái món ốc lá lốt thiệt. Ừ. Ốc nó tươi á, ăn nó ngọt luôn. Ngọt cỡ nào? Bé ngọt. Trời ơi, bé là từ đầu giờ nói được có một câu. Bé làm nghề gì cưng? Dạ diễn viên luôn. Diễn viên có chim mơ không? Không chim mơ à? Dạ. Đi diễn thôi hả? Dạ. Giờ mình hay diễn gì? Dạ. Hay diễn gì? Dạ em quay phim học đường với lại lâu lâu quay quảng cáo game. Đi diễn cũng vui. Sao? Hít gió coi. Cô giáo Khánh là một trong những cái vai diễn mà nhiều người yêu thương. Đó là trước khi xảy ra chương trình này. Trời ơi, cái miếng gì xanh lẻ trong vậy?
À, em bị ngã chu. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Wow. Gà này em thích lắm luôn. Hết cả em. Ở đâu ra cái thói đó? Chris. Tôi dạy đó. Rồi. Đây. Cảm ơn thói được chép. Tôi thích anh nhìn anh Giang ăn lắm luôn á. Còn mấy cái xô ẩm thực anh ăn ngon hay là ngon? Ăn chân thật. Anh ăn giả hả? Không có mặt anh ăn gì hết. Anh không có ăn được ngon lành như mọi người vậy. Trời, đúng là mất bạc luôn. Cái gà nó chắc mỏng té ra cơn chuột nó nhảy bịch bịch. Sao anh? Mời chú chơi nè. Vô, mời cả nhà. Chơi. Đó. Nói gì mảnh luôn, anh chưa nói hả? Ngon. Vô. Rồi. Gà ta quyết định. Giờ có thích không? Anh chỉ cần anh ách xì một cái hoặc là bay thẳng lên giữa mặt, là chụp vô miệng luôn. Không thấy chỉ có một giây thôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Ách xì là thấy quan cái lên bên bệnh nè. Đâu, ách xì là đâu có miếng gà. Mũi. Wow. Chắc thiệt anh. Gà chắc. Gà chắc quá. Giòn như gà ở dưới quê mẹ em hay làm á. Cái mùi lá chanh, rau răm thơm, mùi xả thơm. Mặn vừa phải với muối á. Đúng rồi. Nó bốc cái hơi lên khi mình đốt nóng. Mình không cần chấm muối này cũng được luôn á. Đúng rồi. Lần đầu tiên ăn cái gà nướng như này luôn. Dạ. Chưa giờ. Lần đầu tiên ăn cái gà muối vậy luôn á. Này nó gà nướng nha. Ủa anh, em thử là nó có cái cục đó nó che mất lỗ tai của anh. Anh không những vừa nhạy mà còn thính nữa. Con gà dữ lắm. Ê da. Ủa là lắm. Trời ơi, ổn chén thật tinh tế. Hữu là sản xuất âm nhạc rồi, Diệp làm gì? Em vẽ diễn họa thời trang với lại chân dung. Vẽ hả? Dạ. Có vẽ 3D không? Tranh tường á? Tranh tường. Tranh tường 3D á? Kiểu đồng quê rồi đó. Anh đang là có một mấy cái nhà hàng đến mẹ vẽ cái đó. Dạ được đúng không? Ừ, anh có mướn được người rồi. Trời, câu chuyện có cái hậu vậy. Thì vòng này cũng rất là ngon. Dạ. Sắc. Bây giờ chúng ta đến một vòng nữa là vòng thứ 3. Thì dĩ nhiên đồ ăn nó sẽ ngon theo cấp độ, chứ không thể nào dở được. Bây giờ không những mình ăn mà mình phải chọn một cái rương tiền thưởng. Mời chọn. Hồi nãy số 2 rồi á. Số 3 đúng không? Ok, theo chị. Rồi, rương số 3 thuộc về các bạn. Cuối chương trình chúng ta sẽ được biết. Bây giờ là vòng thứ 3 của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Ở vòng này, những món ăn của chúng ta sẽ có chén nước sốt đi kèm. Ăn phải ăn chung với nước sốt mới ngon. Mà nước sốt cũng đặc biệt, chứ không phải nước sốt bình thường đâu nha. Mở đầu đại tiệc nước sốt sẽ là món nem lụi Nha Trang, ăn kèm với nước sốt Nha Trang luôn. Một chén nước sốt béo đặc như thế này thì nguyên liệu của nó chắc chắn không phải dạng vừa đâu nha. Đầu tiên là làm phần nem. Anh đầu bếp sẽ thái lựu mỡ khổ, cho thịt băm, giò sống, mỡ khổ vào tô. Dùng nước mắm Clement sẽ làm cho hương vị của nem thơm ngon hơn. Nêm nếm gia vị và trộn đều. Nắn nem vào chiếc đũa. Một lát chỉ cần nướng lên thôi. Đến phần làm nước sốt hấp dẫn rồi đây. Gan sẽ gánh vị béo cho phần nước sốt. Cá tim này sẽ làm nên một chén sốt ngon khó cưỡng. Hành tím, tỏi, ớt phi cho thật vàng. Cho gan vào từ từ. Thôi lỡ rồi, cho vào hết luôn. Nêm nếm gia vị. Nước sốt hạt điều sẽ cân màu cho phần nước sốt này. Những thứ còn lại sẽ được cho vào hết.
chỉ cần đem xay nhuyễn là sẽ cho ra lò chén nước sốt siêu ngon này đây. Nước sốt có rồi, giờ nướng nem thôi. Thiếu bánh tráng chiên là không được đâu nha. Và đây, không cần đến Nha Trang, chúng ta vẫn có thể thưởng thức được món nem lụi đặc sản. Đúng chất Nha Trang, chấm nhẹ chiếc nem vào chén sốt cầu kỳ. Ăn thử một lần là muốn ăn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ N luôn đó. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Và trên vàng bầu bí đó xuất hiện những bông hoa vàng xinh, đó chính là bông bí. Bông bí chiên nhân nấm hải sản, ăn kèm sốt chanh dây. Chu cha, nghe là muốn rụng vàng luôn rồi. Bông bí sau khi hái trên vàng sẽ được làm sạch. Lại là liên hoàn băm quen thuộc của anh đầu bếp. Đây là công đoạn làm phần nhân bên trong của bông bí. Thịt băm và giò sống sẽ được trộn với những nguyên liệu vừa mới băm. Cho vào bên trong bông bí. Trước khi chiên, bông bí phải được nhúng vào nước bột. Sau đó trộn bông bí với bột chiên xù. Rồi chiên thôi. Nước sốt chanh dây phải được làm từ trái chanh dây. Vắt lấy nước cốt, trộn với sốt mayonnaise, thêm muối, đường và khuấy đều. Bông bí đẹp, đẹp từ khi còn trên vàng cho đến lúc chiên xù, bông bí vẫn đẹp. Đặc biệt, bên trong là nhân nấm hải sản. Kèm theo chén sốt chanh dây bảo kê thì thôi, có bông nào dám so bì đồ ngon nữa chứ. Món đội sổ cũng khá là hấp dẫn đó nha. Miếng trộn gà xé, đặc biệt ăn kèm với nước sốt bí thực của nhà hàng. Đầu tiên sẽ là bắt con gà, nhưng cảnh này chúng tôi không có quay. Sau khi bắt gà và luộc chín thì anh đầu bếp mới xé gà ra. Những nguyên liệu khác cũng được xé nhỏ và băm sợi. Miếng trộn gà xé thì dĩ nhiên phải trộn miếng và gà đã xé. Miếng sẽ ngon hơn khi có mỡ gà và nước cốt gà. Nêm nếm gia vị. Và trộn đều cho đúng với cái tên. Và đây là cách để làm ra chén nước sốt bí thuật. Nặng chút chanh vào nha. Hình như anh đầu bếp cũng hơi đói rồi đó. Thêm ớt cho ai muốn ăn cay. Wow, miếng trộn nhìn khá là hấp dẫn đây. Nhìn miếng trộn chỉ muốn gấp ngay một miếng miếng trộn và chấm với nước sốt. Hình như là người gấp cũng đói quá nên run tay đây. Còn chân chơi gì nữa. Các món ăn và mấy chén nước sốt đang ngồi đây từ chiều đợi các cặp đôi của chúng ta đây. Chơi tới đi nào. Thưa quý vị, để ăn được cái món này thì các nghệ sĩ của chúng tôi phải chiến thắng trò chơi ngay sau đây. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, trò chơi của chúng tôi có tên gọi là Đừng làm tan nát trái tim em. Hai người sẽ mặc áo mưa và đội một cái rổ, trong đó có đinh. Người còn lại là Khánh sẽ dùng bóng thả vào đó. Nếu như tồn tại được, bóng không bị bể bóng, nếu không tung té thì lập tức chạy lại cái xô bằng gỗ đó đổ ra. Hai người hứng bóng không được dùng tay. Khánh bị bệnh hả? Dạ. Bị gì vậy? Dạ em minh họa tay chân. À dạ. Đội mình hiểu chưa? Dạ. Mời vào vị trí. Lý Thị Bình Diệp, nhanh chân lại tay nào. Thời gian của mẫu đội là 3 phút. Diệp ơi, mình hiểu câu chuyện chưa? Nhưng mà mình đừng có để che con mắt, thương thức quá. Là em chỉ việc ngồi xuống để hứng banh thôi.
việc ngồi xuống để hứng banh thôi. Chị ơi, cái bé nó vẫn chưa hiểu luôn quý vị. Không hiểu thì mình cứ hỏi. Cái nhiệm vụ của em với nhiệm vụ của Rich là như nhau. Khi nào có bấm thì chạy về đó mới đổ ra. Hiểu chưa? Là đứng em trên hiểu đây. Rồi. Hiểu sao nè? Em hiểu, em vẫn ngồi hứng banh thôi. Có nghe nè. Mình chơi cho khó tâm. Em hứng hứng banh xong mà đổi vô đây thôi. Bụng đói rồi chị Diệp ơi. Là bây giờ hiểu chưa? Rồi hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Ok. Cúi xuống xíu đi. Phải chính xác nha. Khánh phải chính xác á. Ngồi mà phải nhìn ta nữa chứ. Ủa Khánh gì? Ở đâu Khánh? Không, tại vì ngồi xuống đi Chris. Sắp được rồi. Sắp được rồi, cố lên. Hay. Yeah. Rồi, cố lên. Hay. Yeah. Rồi, cố lên. Hay. Yeah. 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 Chị ơi, cho em thấy được cái rổ. Đúng rồi. À. Đúng rồi. À. Đúng rồi. À. Rít ngồi xuống đi. Rồi ok. Nè. Những cái gõ thì có đinh nha quý vị. Chúng ta phải có cách để kìm hãm. Ê Chris, đúng không em? Đó là em phải biết cái cách mà em làm sao. Chris, cúi xuống đi Chris. Không phải em. Cúi xuống giống hồi nãy á. Ờ ok. Rồi đi đi. Căng ra rồi, không có được đâu. Di chuyển ra đi. Đó. Trong đó có đinh đó. Thấy đó. Không phải, đã thôi tụi mình ngồi. Buông tay ra. Đó. Đó, để đi. Đi. Nhắc mới nhắc rồi bạn làm gì vậy? Đây. Nhanh Chris ơi, nhanh Chris. Cúi xuống, Trời ơi. Trời ơi. Em mỏi lưng quá. Đây, đem giúp em chờ. Bỏ cúi xuống đi. Em mỏi lưng quá. Ủa đi dịp đi. Anh phụ em nha. Đi dịp. Nè. Đâu à. Đi dịp. Anh dịp. Đi chứ để ước dịp ơi. Cúi xuống chồng, cúi xuống. Đi chứ để. Ừ đi dịp. Dịp ơi. Đi đi khỏi bị ước dịp ơi. Rồi đi Chris. Đây đây đây. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Ăn vàng, trái màu vàng. Ăn vàng. Đây chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hết rồi. Tám quả. Rồi, mời đầu kia. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Sống hay chết là nhờ trong lòng bàn tay em. Đưa ra, ăn vàng. Bên kia đổ nước ngoài lên kia, trời. Đổ nước ngoài lên kia, anh Dương cúi xuống. Kiệt. Ủa sao nè, nó bị gì anh? Nó bị lăn ra ngoài kìa. Lăn ra ngoài rồi Jin. Mà trời dở lăn ra ngoài với bị gì? Thôi đừng quay, đi. Kiệt cúi xuống. Đây Kiệt. Đây anh Dương. Trời hay vậy. Thấy chưa? Rồi xong rồi, ra rồi. Anh đừng thủ em. Cúi xuống. Go. Rồi xin vô rồi kìa. Xin vô rồi, đi. Nhìn Nguyễn Đình Vũ nhớ phim kinh công hơn. Rồi, ra rồi. Đây anh Vũ. Chưa. Rồi, ra rồi. Go. Đâu khi nào chưa? Ủa chưa hả? Anh ơi, anh kỳ quá. Anh Vũ nhanh lên. Ê, ta hơn 8 trái chắc luôn rồi. Rồi, ra rồi. Anh Vũ ơi.
Tao. Anh giấu tôi đi. Quay qua đây xíu. Đi anh giấu. Go go. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Đi kia nào. Hay quá. Hay gì trời. Rồi rồi rồi. Chưa anh ơi. Rồi anh giấu đi lên. Rồi, rồi go 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 go. Ây da. Ráng lên em ơi, kệ kệ kệ. Cứ thấy đi. Thấy vô. Thấy vô. Thấy mạnh luôn. Go 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 go. Đi đi nơi anh chỗ đợi anh đi. Anh chỗ. Anh chỗ. Đợi cho nó lại đây. Rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, hay vậy? Tôi đi anh ơi! Ngồi xuống đi anh ơi! Ủa sao ta chọi đâu ướt nhiều, em chọi ướt dữ vậy? Nó chọi bể không à? Ờ, nó chọi ướt giống như vô, vô, vô. Rồi, ráng nước rồi. Đi anh Vũ ơi! Ờ, hay quá vậy? Cô ơi, là bây giờ mình làm cho... Go, go, go! Giờ mình chọi cho ướt, mình chọi cho ướt đúng không? Đi anh, ơi! Anh Vũ ơi, lên xíu! Ê, mọi người! Có hận thù. Kinh ơi, cô xuống. Hay quá Kinh ơi. Nè anh Vinh, anh Vinh. Go, 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 go. Go, 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 quá rồi, quá rồi, go. Chạy quá. À trời ơi. Go, go, quá rồi, quá rồi. Cô ơi, chú ơi. Ủa, có chú. Nè, nè, nè. Nè. À, bể rồi. Tiếc quá, chẳng giúp chú. Thưa quý vị thân mến, rất là kịch tính, banh vô liên tục. Quá giỏi. Thiệt không anh? Quá giỏi. Trời. Trời ơi, vậy là hơn 8 trái rồi. Trong đó có 5 trái của tôi. À. Không, vẫn hơn 10 trái. Yeah. Chơi gì nữa, bước vào đại tiệc. Yeah. Wow. Những món ngon vô cùng đã xuất hiện trên bàn tiệc của chúng ta. Đây, nem nướng. Có hai thể loại: cuốn sẵn và chưa cuốn. Muốn dùng gì thì dùng. Anh Giang, cho em có một câu hỏi được không anh? Hương vị của nó sao anh? Ngon lắm em ơi. Dạ dạ. Ồ, cái hương vị của nó luôn. Ôi đó. Hấp dẫn à. Ừ. Ừ. Sao nào anh ơi? Lạnh quá. Ngon. Ngon. Sao em hỏi gì? Dạ em định hỏi là em ăn thử cái này được không anh? Ăn được không? Dạ dạ. Thì em sẽ ăn miếng nha. Thơm béo mềm. Em hỏi gì? Dạ em định hỏi là em ăn không? Để anh hỏi. Để đó. Em hỏi. Ở vòng trước á, ở những vòng trước thí dụ như là đội thua thì người ta vẫn có một cái mâm xếp chén rồi gia vị này nọ kiểu, nhưng mà tại vì em thắc mắc là tại sao vòng này em cũng thua nhưng mà em vẫn không có một cái bày vì á, bày lên rồi tụi em cũng phá, em bỏ tùm lum vô thì mấy cô dưới rửa mệt lắm. Tụi anh còn tính là dẹp đem về luôn á chứ. Nhưng mà không có ai nguy hình nên để đây ngồi. Cứ tính dẹp về luôn rồi chứ. Bây giờ thử miếng gỏi gà nè. Miếng gà. Vô. Dạ. Cảm ơn gà dai, miếng giòn, nước chấm tuyệt vời. Cho em kéo về gần cho chị gấp nè. Ủa? Mời chị bên kia đâu có ăn đâu. Dạ. Trần nhìn anh xa tầm với em đây biết không hay. Có gì với nhân nghệ nữa, ăn nghe cũng được. Các bạn muốn ăn không? Dạ muốn. Tại vì Khánh rất thích ăn gà. Dạ. Và cái gà chặt cái bên để thêm cho mọi người ăn đó. Dạ. Hát bài gì có hai con vật hoặc ba con vật, bốn vật mà không phải là nhà thiếu nhi. Từ hai con vật trở lên trong một bài hát hả anh? Đúng vậy. Anh hát đi để anh được ăn. Hát thì không, này là một team, we are team, một hai ba. Không, ai hát được người ta ăn thôi. Hát vô hát đi. Hát đi anh. Có bài rồi. Có giờ, có giờ. Có, em hát em được ăn nữa không anh? Ủa em đâu cần hát. Em đâu cần hát. Ờ quên 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 quên. Anh, em muốn ăn. Ăn đi. Cái sự đúng điều đó là dành cho vợ chồng với nhau nha Khánh. À, chứ không phải là bạn bè nha.
Vậy là cái đó của vợ chồng rồi, em tập thử được không? Ừ. À. Sợ. Cái vừa rồi là phim kinh dị nha. Thôi, trong lúc các bạn suy nghĩ, chúng tôi ăn bông bí nhồi. Đúng là bông bí nhồi. Đúng là bông bí nhồi. Hấp dẫn ha. Nhẹ nhàng. Thanh tao. Dạ. Mùi cây cỏ hoa lá ven đường. Em nghĩ ra rồi. Mời hát. Rồi. Em không nhớ lắm nhưng mà cái lời hát là: nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Tiếp. Một con. Ủa, con chim là một con rồi đó. Rồi con bồ câu là nói nghe nè. Mình nói mình phải có kiến thức tí xíu, tại vì con bồ câu nó vốn dĩ đã là con chim đó. Chà, kiến thức rộng rãi ha. Này cô bé có mái tóc đuôi gà. Đó là con gà là một, cô bé là một con động vật nữa. Con người là động vật bậc cao, đúng rồi anh. Nói vậy thì bạn nào chả có. Đúng rồi, trời ơi. Em yêu anh thành hai con rồi. Ờ. Rồi hát không? Anh hát cái là anh ăn liền nè. Tôi vậy một xíu. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Một rừng chim, một rừng con. Cái rừng mà con gì chả có em đó, đúng không? Đúng, đúng. Ơi, chị... quá đơn giản, mấy đứa làm anh thất vọng quá. Thôi đừng ăn. Vẫn cứ suy nghĩ đi ha. Chị là vợ của nhạc sĩ. Em thật sự rất mong chờ, trông đợi vào chị. Vũ đâu viết bài có con gì đâu. Bài. Bao nhiêu lâu rồi không đến nhau? Bao nhiêu lâu rồi không đến nhau? Không có con, không có con gì luôn. Đúng vậy. Ủa, chết đầu. Cố dinh, cố dinh. Vô. Anh. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ lũ hoa mai. Mai đang lên đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én bay, con én là đà. Yeah. Anh nhắc hỏi ăn không tính. Anh. Ừ. Cho em xin được review về cái món này được không anh? Vô. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, thật khủng khiếp. Lần đầu tiên em ăn một món gỏi mà có miếng. Chưa bao giờ cộng miếng mà được tỉ mỉ như vậy. Em cứ nghĩ miếng là một cái gì đó nó bó cục lại nguyên thành một cục chà bá lửa rồi ăn vô vẫn nhèm. Nhưng không, sợi miếng rất tơi nằm lẫn lộn với gà chung với hành phi, khi tất cả lấy lên miệng sẽ tạo ra một cảm giác khoái tràn. Dạ. Gì? Em có. Có gì? Dạ có bài hát. Có hai con vật. Trò chơi hết nãy giờ lâu rồi. Tao qua trò chơi rồi. Hết chơi trò chơi rồi mà. Không, hát thử coi. Cún yêu, đừng đi xa xa, bên kia có má kìa. Con ma. Ừ, con cún, con ma. Con ma là con vật không có thật. Trước khi nó là con ma, nó đã từng là một con vật. Xin thưa. Trước khi con ma là con gì? Ủa em vậy, em hỏi em trước khi con ma búp bê là con gì? Nên nó là con bê. Nó là con bê. Thôi bất tầm lao lại. Vậy là không được ăn hông? Bây giờ nè, vòng thứ vòng ấy, vòng đây mình thắng chọn. À dạ, còn một rương à, đúng không anh? Đúng vậy. Rồi mình chọn cái còn lại luôn. Rồi số 1, mời quý vị cùng chúng tôi đến với vòng thứ tư vô cùng đặc biệt. Xin mời. Và ngày hôm nay một nhân vật thú vị sẽ xuất hiện ngay sau đây. Xin mời. Vòng 4 sẽ là sự xuất hiện của một cô gái vô cùng đặc biệt, sinh ra và lớn lên tại Campuchia, bươn chải kiếm sống tại Lào và Thái Lan, nhưng lại thành công tại Việt Nam. Không ai xa lạ, đó chính là Ti Thi, cô gái vàng trong làng gỏi đu đủ. Xin chào cả nhà yêu. Em sống ở tại Campuchia và em qua Lào 3 năm và Thái 3 năm. Cuộc sống với mẹ em thì ở bên đó đi làm việc thôi, làm mua bán bánh, chè này nọ. Vì em thấy ở Việt Nam không ai làm cho nên em về Việt Nam em sẽ chế biến qua làm theo khẩu vị Việt Nam và Thái. Tại vì em ở bển 26 năm rồi, ba đất nước rồi cho nên em sẽ nhìn cách người ta làm và em về em sẽ làm theo cái khẩu vị em lại. Về Việt Nam này em rất là khó khăn là em mới đi ra hội chợ em bán. Em chưa live stream, lúc đó em chưa live stream. Rồi ra ngoài xong có người lợi ăn gỏi, mua gỏi xong cái người ta quay phim xong bắt đầu cái mình không có nghĩ mà mình nổi lên đông follow, nhiều follow cỡ mức độ đó. Đó, lúc đó cái người ta gọi lại cho em, tại lúc đó em có đọc số điện thoại trên Facebook luôn. Em có bán gỏi ở đâu vậy, em bán gỏi ở đâu vậy? Mà lúc đó là tại vì cái cuộc sống hơi khó khăn tí xíu chưa dám mở quán. Tại vì cái món mình là mình biết là cực.
em gắng cố gắng hết sức để em làm được lâu dài. Và càng nhiều người càng yêu mến thì em càng nỗ lực càng nhiều hơn. Cuộc sống gia đình em cũng bây giờ ổn định lắm, nhưng mà tình yêu thì chưa có. Cha mẹ em thì chỉ có mình em à, giờ còn mẹ với em thôi. Chuẩn bị đồ ăn từ lúc 7 giờ sáng cho đến 12 giờ, mở cửa bán cho đến 8 giờ hoặc 9 giờ tối. Một ngày bán bình thường á, đắt á, thì 100 ký, đắt quá thì hơn tí xíu. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình bán chỉ có 100 ký trở xuống thôi. Mọi người yêu mến Ti Thi là cũng vì do Ti Thi vui. Và một vấn đề nữa đó chính là Thi làm món ăn gỏi lạ nhất. Lạ, nhiều người làm nhưng mà không có giống, nó lạ. Và đặc biệt nữa, người ta thích mình là phục vụ nhiệt tình, mà cũng như là mệt mỏi thì nhưng mà mình nhiệt tình, mình vui vẻ. Cái công thức á, làm gỏi thì ở trong cái món gỏi của em á, ra cái dĩa gỏi á, cái cọng đu đủ này á, mọi người biết không? Tại vì nhiều người đến ăn quán nhà Ti Thi tại sao mà nó giòn, thì đây là Thi bào liền, bán liền. Đó chính là một tiếng đồng hồ thôi, qua một tiếng rưỡi là đu đủ sẽ mềm, cho nên bán trong một tiếng nó phải hết cái số lượng đu đủ đó. Và kế tiếp đó chính là ngò gai và ớt và tỏi và cà chua, ba khía, ghẹ sữa, đậu đũa. Chị biết Thi từ hồi Thi hồi đi hội chợ. Chị có thấy ở trên Facebook ngon hơn ở bên Thái á. Chị có đi Thái rồi, chị ăn rồi, nhưng mà cái vị của Ti Thi là hợp với người Việt Nam hơn. Bình thường á là chị không có ăn được cái đậu sống này, nhưng mà ở Ti Thi á là có đậu sống trộn trong đây thì ăn rất là lạ. Với lại ba khía. Dạo gần đây hình như Ti Thi có thêm ghẹ sữa thì chị thấy rất là ngon, hợp. Rất là tò mò về cái em gái chủ quán này. Nói chung là muốn đến một lần thử coi tại sao mà em ấy có sức hút nhiều như vậy. Thật sự là đến đây thì nãy giờ không có rời mắt được. Em rất là có sức hút, chẳng biết làm sao á. Bây giờ hãy cùng chào đón Ti Thi sẽ xuất hiện trên sân khấu của Thiên Đường Ẩm Thực nha. Hôm nay Ti Thi. Trời ơi, đây bộ đồ mới nha mọi người nha. Mới may đó. Trời ơi, bé giờ này buôn bán được lắm, đeo vàng đầy ngừ. Ê, Sawadika. Sawadika, qua đây ngồi nè. Xin chào anh. Trời ơi, giờ này làm ăn cũng được hả? Cũng đỡ anh. Đỡ, thấy vàng là thấy đỡ rồi. Thấy anh đẹp quá, em run quá à. Là có gì đâu. Là mới gặp lần đầu hay gì á. Sao không bán khác bán này? Dạ. Sao bán khác bán này? Em thích bán này tại vì hả mà nhiều người yêu mến em. Chưa người yêu hả? Chưa có người yêu. Sao vậy? Bởi yêu Duy Khánh mà Duy Khánh không yêu em nè. Sao vậy? Không phải, tại vì thật ra thì cũng rất là quý Ti Thi. Và cũng đã từng thường xuyên, coi như là một thực khách thường xuyên tới quán Ti Thi để ăn ủng hộ liên tục luôn. Đứa nào mà xui lấy em Duy Khánh? Không, cái này là... Ông bộ anh Khánh đó hả? Ừ, trời, người ta mặc áo lớp nè. Không biết luôn á. Giờ còn khách. Vậy hả? Nói vậy rồi. Đó. Mời cả nhà uống trà tắc đi. Dạ. Trà tắc nhà em đó. Rồi. Dạ. Trà tắc ngon lắm đó anh ơi. Bán được bao nhiêu ly? Ly 15 ngàn anh. Được ghê rẻ hả? Rẻ không anh? Mắc cho rẻ gì? Mắc hả? Trời ơi. Trời trời cho ngon mà. Vậy hả anh? Thơm. Nãy quên nó để ly em uống đây chung. Dạ. Em có thể uống với anh à. Uống với Khánh đi. Đây. Ây dạ. Anh ơi, anh có trời vợ rồi đấy. Tại sao ngon người ta không? Làm không đủ mà người ta không bán thịt kho hộp vịt bị người ta không ưa mỡ. Dạ. Thôi bây giờ vậy. Dạ. Anh với Thi là cũng biết nhiều nhau rồi. Dạ. Cũng gặp nhau rồi. Dạ. Thì bây giờ làm cho tụi anh một dĩa bự. Một bự. Dĩa xâm thầm phu. Vậy hả? Cây chua không anh? Cây xé nát tim gan. Vậy hả? Nếu anh ở nhà em á thì nhiều người á thích ăn cay á thì em làm cay. Bình thường làm cay thì 5 trái ớt cho đến 10 trái ớt. Còn nếu mà ai ăn không cay á thì em làm trái ớt được không? Dạ. Anh ăn cay dữ lắm. Ăn cay dữ lắm được. Nhưng mà không ít ngọt nha. Anh đi Thái, anh với vợ anh đi lang thang ngoài đường á. Vậy hả? Cái ăn vô cái bà kia bán xe đẩy bị giả cái bà bỏ ớt. 2 trái ớt thôi à. Cái đó more please. Ok. Tại vì anh ăn được đó, có xong nhiều người bỏ ta hai không trái được. Cái nó anh nói là too more. Chị Lý. Ok, cái bỏ xong cái đó 3 more. Dì Lý. Dì Lý. Cái xong cái đó 20. Quay hoàng nhỏ bán hàng cái bên không bà lạc xe đây không có được tê. Xong rồi anh hỏi người Việt đứng cái bên, họ nói gì vậy? Thằng này bị điên rồi. Ờ, đang vậy đó. Không, chỉ là em biết là người Thái nó hỏi anh nó để nhiều quá anh vậy anh thích hay không đó. Vậy hả? Hộp máy nó thích hay không á. Rồi giờ mình ăn chưa?
Bây giờ anh ăn cho em đi làm cho anh ăn nha. Làm đi chứ. Vậy cả nhà ngồi đợi em nha. Không em có đâu. Đâm nha. Em làm đi anh Phụ. Vậy hả? Rồi anh Phụ. Cách. Người đâu? À, dạ đây. Phụ. Có hai chai hai bên đi, hai cặp đi. Để em đứng chính giữa. Ờ, đi Phụ đi. Đi nha anh. Ăn rồi nhớ chuẩn bị tiền rồi nha, trả tiền cho em trước nha, em mới làm. Cái miếng nem đi nằm vậy đó. À. Đi thi. Dạ. Vừa làm vừa nói tiếng Thái, làm tới đâu nói tới đó. Sống tâm đắc kha. Rồi khách dịch kích. Dạ, đây là món đây là... đây là món gỏi đu đủ Thái. Còn cái này là nói tiếng Thái. Tiếng Thái biết sao, em ở bển á lúc năm 2002 á. Cho nên bây giờ em nói tiếng Campuchia với tiếng Việt nhiều quá cho nên em không rồi. Có nói hết được. Nói tiếng Cam. Nói tiếng Cam ok. Nói đi tôi dịch cho nó đi dịch nha. Ni mật te. Đây là ớt. Còn tiếng Thái là mật pet. Tiếp. Còn cái này là tỏi. Ủa không phải. Tự nhiên tiếng Cam. Đây này là tỏi. Rồi nói đi. Đây là đam. Đam là làm bạc khía. Bạc khía là con cua đó. Rồi cái này là bạc khía là con cua. Bạc khía. Đây là bạc khía là cua con. Xe đẩy đây. Xe đẩy đây, đậu phộng nha các bạn ơi. Nghe thì em phải nghe giống xe đẩy đây. Xe đẩy đây. Ở đây nè. Làm thì khỏi nói nữa. Em làm nha anh. Thời lâu quá. Trời nói quá mất thời gian anh ăn đó, mất công thèm chảy nước miếng. Ngồi đợi em tí nha, lấy khăn trúng lao đi anh. Khánh mặc áo cho mình đi. Trời ơi, rồi người này đeo bao cho em đi. Đeo bao kìa. Đi Thi. Dạ. Hỏi luôn, hỏi kia tôi kìa đi. On Salamente. Bon Salamente. Là gì vậy? Làm thương em không á? Cho mấy bao. Cho mấy bao. Là thương hay không đó. Rồi trả lời. Hai bao. Đúng rồi. Hai bao là gì á? Hai cái bao tài đó. Hai cái bao. Cái anh vàng thấy anh Khánh đẹp trai quá cái rung mà. Trời ai khen tôi luôn. Bình thường em để á, bình thường em đâm một cái cói này là được 5 phần ăn. Là thôi. Để cho 5 dĩa. Thôi một dĩa thôi. Một dĩa là em chưa khẩu vị chưa đều. Thôi rồi, để 5 ok 5 dĩa đi. Để ra 5 dĩa đi 5 người ăn. Lát cho anh phần đem về được không? Được. Nhưng mà cái nước để riêng để dĩa trộn sao cho để nó dịu á. Vậy hả? Em bỏ đường biết sao để em đâm đừng cho nó văng. Còn khi mà mình đâm đúng rồi. Nó văng vô mắt cái đó. Văng vô mắt mình bỏ về. Mình cay mình khóc. Bây giờ nè, trong lúc thi ngồi đây, làm ở đây Vũ ra đây biểu diễn bài hát coi. Rồi, ra liền anh Vũ ơi. Chuẩn bị bắt đầu mất nứt nứt cục nè, mở nhạc lên nè. Có nhạc em mới sung, em là DJ gỏi đâm đủ mà. Nè, cho mượn gái lên. Nè, bấm để khảy đúng không? Có không em niềm chọc quá vậy? Em quá xa khỏi chính mình. Đã lâu anh lặng thinh, vì em mà anh câm nín. Xong rồi. Nửa bàn đi, hãy đi. Cứ thế mong chờ. Em trong bờ vỡ, em chưa đang tìm lối thoát. Rồi xong rồi. Vô đây nè anh ơi, ăn thử nè anh. Đem vô đây. Vợ lên bàn cưng. Vô cho anh luôn hả? Vợ lên bàn cưng. Rồi anh Vĩnh đi. Đẹp trai quá trời. Có vợ rồi Thi. Có vợ rồi hả? Vợ cái bên nè. Ôi ngon lắm đó anh ơi. Để anh với anh có được khen không? Mọi người đến cái quán rồi, em ăn nha. Em mở cửa 12 giờ cho đến 8 giờ hàng ngày đó. Khen cái đầu mà cầm dĩa cho người ta vui tí nè. Mấy anh ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, người mẫu đến quán nhà em nha. Không có tôi mọi người ơi. Em mới khen mà nó khen tiếng mập cho người ta vui. Thi khen anh mập cái cho anh vui. Yêu mến em nên đến ủng hộ em hết. Khen anh mập cái cho anh vui. Xin lỗi em vừa khen cái bạn anh nhưng mà có khen không có khen không anh Vũ đang rất là chờ đợi khen á. Đẹp trai quá trời luôn á. Không thật luôn. Chị bảy hay chị ba vậy? Chị bảy hả? Trời ơi em là chị hai. Rồi em đây nào. Trời đất ơi. Rồi mình thử ha.
Thực ra là khi mình ăn một cái món mà quá nhiều topping là nó cũng không hay đâu nha. Dạ. Tại vì gió này là chương trình yêu cầu để bạn ấy mới làm đó. Dạ. Chứ bán buôn bán vậy lỗ chết rồi. Ơi. Thử nha. Ôi anh ơi, ăn này ăn. Ớt đó anh, ăn đi anh. Ăn ớt cho nó lột lưỡi anh để cãi lộn với em. Ngon không? Không có cay. Không có cay hả? Ăn cay thêm ớt vô rỡ mấy người này ăn không được rồi sao? Anh ăn thử coi. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà vô nhà. Mời đi anh em. Mời tất cả anh chị em lại đến ăn chung vui với Thi nha. Thêm cây nữa để ớt vô nha, em đâm cho anh cái cây nha. Thôi đừng đâm anh nữa. Anh cuộc sống anh đang ổn định rồi, đừng đâm anh. Không, chút xíu thôi, anh lấy cái này để trộn ớt vô. Cuộc sống anh đang ổn định, đừng đâm anh nữa. Vậy hả? Hát bài tiếng nước, tiếng càm, tiếng lào, tiếng thái gì hết trơn à. Hát bản Wow, ngon nha. Ngon. Em chưa bao giờ được ăn này luôn á. Vừa ăn đi cưng. Lần đầu tiên á. Ủa chứ ông dẫn bạn gái đi ăn hả? Hả? Em đâu có bạn gái đâu. Ngon không anh? Cái nét diễn giả ghê, tán rất sao. <xa. cười> Ngon lắm luôn á. Hát đi. Thần hạnh phúc thật ý nghĩa thì thấy anh Giang cười mỗi lúc bên em, yêu thương như gió và mây, từng lời nói nguyện yêu nhau yêu đến bất tận. Ủa là tiếng Việt mà. Hả, tiếng Việt. Trời ơi. Vậy hả? Vậy em hát tiếng cam là cũng bản này nha. Khi miền nẹng nam nung đôi bóng chong thơm nung lo nung prong smo so pro hai pot phút a hai kinh kích tơ cọc miền sầy là ngôn đôi ôn lời sang mày ni hai nơi smong mà nu xa vang krum tê ký cho ăn đi anh. Và cảm ơn Thi ngày hôm nay đến với chương trình. Dạ. Đã mang tới gọi đủ xâm tâm á. Khóc con nắc à. Tiếng Campuchia là bóc là hong, tiếng Thái là sôm tam. Bây giờ lúc chúng ta khui quà. Đội mình là đội mình là hôm nào thôi nào. Số 1 và số 3. Số 1 số 3 đội mình số 2 đúng không? Dạ. Số 1 số 3. Anh ơi vợ kiếm vàng hả anh? Đâu? Phần thưởng. Phần thưởng hả? Số 1 số 3 tay phải, số 2 cầm tay trái. Có thưởng cho em gì không vậy? Một nụ hôn của anh. Em nôn quá. Em hả? Có chú bảo vệ ngoài ngon lắm. Đẹp trai không anh? Đó, chú năm nay 70 rồi. Trời ơi. Nè số 2 á. Số 2. Phần thưởng là 4 triệu đồng. Wow. Cũng được chứ bộ. Như vậy chắc chắn hai cái phần bì còn lại là 6 triệu đồng của gia đình mình. Còn đây thì có quà luôn. Quà gì vậy? Đây là một món quà từ chương trình gửi cho Thi, coi như là một kỷ niệm đẹp. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu. Đây, 1 triệu đô. 4 triệu. Dạ. Và 6 triệu. Em cảm ơn. Thì hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại một chương trình vui tươi hồn nhiên và nhí nhảnh, vỗ tay nồng nhiệt. Xin cảm ơn quý vị khán giả xem đài đã ngồi trước màn nhỏ tới tận như này để xem chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Thưa quý vị, chương trình Thiên Đường Ẩm Thực do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin trân trọng cảm ơn nước mắm Clement đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái vòng này coi như là vòng đã quyết định thắng thua rồi. Đúng rồi. Thì thôi, cả bàn chúng ta ăn chung đi, chứ đừng có hạn chế bên kia. Không. Hả? Không. Hả? Đúng rồi, người ta có lòng tự trọng của họ chứ. Tự trọng. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.